Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với bản tin ngày hôm nay. Vụ xin nộp lại quà Việt Á, Giám đốc CDC Bình Phước bị cách chức. Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bình Phước bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức. Chiều ngày 8 tháng 4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quách Ái Đức vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Bình Phước bằng hình thức cách chức. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ phận CDC Bình Phước đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ nhân viên trung tâm vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc mua vật tư y tế, phòng và chống dịch COVID. Ông Nguyễn Văn Sáu chịu trách nhiệm về những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy Bộ phận CDC tỉnh. Ngoài ra, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Sáu còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Nhân dân Kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Bộ phận CDC tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2022, bằng hình thức khiển trách và ông Nguyễn Văn Sáu bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Cuối năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án bắt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á, Giám đốc CDC Hải Dương và nhiều cán bộ liên quan. Sau đó, Giám đốc CDC Bình Dương và Nghệ An cùng nhiều vụ trưởng, vụ phó Bộ Y tế, Bộ Khoa học, Công nghệ cũng bị bắt. Lúc này, ông Sáu thừa nhận, tháng 12 năm 2021, đại diện Công ty Việt Á có lên gặp và gửi quà. Khi người đại diện này về, ông mới kiểm tra và biết có quà cho bản thân ông. Sau đó, ông Sáu đã báo cáo tổ chức, lãnh đạo và các cấp nói rằng, ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, sẽ nộp lại phần quà này cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ông Sáu khẳng định không có thỏa thuận cam kết nào về tỷ lệ phần trăm hoa hồng với đơn vị cung cấp vật tư, sinh phẩm là Công ty Cổ phần Việt Á. Sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Bình Phước đã báo cáo lên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về vụ việc. Liên quan đến vụ việc trên, CDC Bình Phước đã chi hơn 41,5 tỷ đồng để mua sắm bộ kit xét nghiệm và bộ tách chiết từ Công ty Việt Á, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, đợt 1, CDC Bình Phước mua hơn 14.000 kit xét nghiệm với tổng chi phí lên 7,1 tỷ đồng bằng hình thức đấu thầu trên mạng, đấu thầu quốc gia. Hai đợt sau, đơn vị này mua 73.000 kit xét nghiệm và gần 48.000 bộ tách chiết với tổng kinh phí là 34 tỷ đồng. Cả hai đợt này đều mua bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đến nay, CDC Bình Phước đã chuyển thanh toán số tiền hơn 71 tỷ đồng, còn hơn 43,3 tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục thanh toán và chưa chuyển thanh toán.